Sau một thời gian yên ắng, Hội Thánh Đức Chúa Trời đã quay trở lại, kéo theo hậu quả khôn lường từ những tư tưởng mang màu sắc mê tín, dị đoan. Điều đáng chú ý, sự trở lại của Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động theo mô hình đa cấp với sự tham gia của tầng lớp trí thức, trong đó có cả cựu lãnh đạo xã, giáo viên tham gia, thậm chí có cả trẻ em. Những hoạt động ngày càng phức tạp của hội nhóm mê tín này vừa mang tính chất mê tín dị đoan, vừa tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc và cũng là điều kiện để các cá nhân, tổ chức thù địch lợi dụng xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Sự trở lại của Hội Thánh Đức Chúa Trời có điều gì khác biệt so với những lần trước đó? Mời quý vị cùng theo dõi trong nội dung ngay sau đây. Mới đây, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc một nhóm người truyền đạo trái phép xảy ra trên địa bàn. Trước đó, từ nguồn tin của người dân về việc có nhóm người truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời trái phép tại một căn nhà ở khu phố Tân Phú, Công an thị xã Phú Mỹ chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp cùng công an phường và cơ quan chức năng tiến hành xác minh, kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, căn nhà đã bị khóa trái, buộc cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp nghiệp vụ để vào bên trong. Tiến hành kiểm tra tại căn phòng trên tầng 3 căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện có 21 người đang sinh hoạt các nội dung và hình thức liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đáng chú ý trong nhóm này có ông TVS, 62 tuổi, là nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và bà LTA, 53 tuổi, giáo viên một trường trung học cơ sở ở thị xã Phú Mỹ, cùng hai trẻ em dưới 6 tuổi. Trong 21 người trên, có những người đến từ Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Định, Đắk Lắk, Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này sử dụng 11 cuốn sách kinh thánh, máy tính, TV để phục vụ truyền đạo trái phép, một cuốn sổ ghi chép truyền đạo. Kiểm tra một số căn phòng khác trong căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tài liệu liên quan. Làm việc với cơ quan chức năng, những người trong nhóm cho biết, căn nhà trên do ông PVB, 35 tuổi, quê Hưng Yên và vợ là bà NTTT, 30 tuổi, quê Bình Định, thuê để ở cùng hai người khác. Ông B là người đứng ra tổ chức các buổi giảng, những người khác được giới thiệu, lôi kéo tham gia. Tại buổi làm việc, ông B và những người tham gia đều thừa nhận việc tổ chức sinh hoạt có yếu tố tôn giáo, nhưng chưa xin phép cơ quan nhà nước là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, ông B không thừa nhận tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời mà chỉ nghiên cứu. Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, có căn cứ xác định đây là một nhóm hoạt động liên quan đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các đối tượng thường nhắm tới người thân quen, khách hàng, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về sức khỏe, lợi dụng việc tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe để lồng ghép nội dung tuyên truyền trái phép về Hội Thánh của Đức Chúa Trời theo mô hình đa cấp. Tịnh thất Bồng Lai tuy đã bị vạch trần nhiều góc khuất xấu xa, nhưng vẫn còn đó những bí ẩn chưa thể giải mã. Một trong số đó phải kể đến sự mất tích của Võ Thị Diễm My trong 4 năm trời. Suốt những năm qua, dân mạng không ngừng truy tìm cô gái này, nhưng không một thông tin nào xuất hiện. Một số nguồn tin cho rằng, Võ Thị Diễm My không phải là nạn nhân duy nhất của Tịnh thất Bồng Lai. Trước cô nàng, còn có rất nhiều cô gái trẻ người non dạ khác bị dụ dỗ vào đây. Năm 2021, một hot tiktoker tên TTT bất ngờ chia sẻ câu chuyện suýt xa lưới Tịnh thất Bồng Lai. Thực hư thông tin nữ tiktoker từng bị đệ tử của thầy ông nội Lê Tùng Vân gạ gẫm về Tịnh thất Bồng Lai để sống cùng với thầy ông nội diễn ra như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, trong thời điểm cùng tham gia chương trình Thách thức danh hài, một hot tiktoker tên TTT đã gặp và quen biết nhóm người Tịnh thất Bồng Lai. Ít lâu sau, cô nhận được tin nhắn gạ gẫm rủ về Tịnh thất. Ít lâu sau, cô nhận được tin nhắn gạ gẫm rủ về Tịnh thất của Nhất Nguyên. Trên kênh TikTok hơn 1,8 triệu người theo dõi, T cho biết mình quen Nhất Nguyên của Tịnh thất Bồng Lai khi đi casting Thách thức danh hài. Trong tin nhắn được công khai, Facebook có tên Nhất Nguyên nhắn: "T ơi, thi xong rồi về với thầy, về với sư phụ, với mấy cô và mấy đứa bé nha T." Nữ TikToker dùng mình nhớ lại, nếu mình vào đó ở, chắc giờ đẻ mấy lứa rồi. Ngay lập tức, thông tin này khiến dân mạng đứng ngồi không yên, càng thêm tin vào việc Tịnh thất Bồng Lai chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ. Thế nhưng không lâu sau, đích thân Nhất Nguyên của Tịnh thất Bồng Lai đã lên tiếng phủ nhận. Chia sẻ với truyền thông, Nhất Nguyên cho biết có gặp và quen biết T vào năm 2018. Thời điểm đó, Nhất Nguyên cùng Hoàn Nguyên được công ty Điền Quân mời về hỗ trợ các thí sinh tham gia thi Thách thức danh hài. T có tâm sự với Nhất Nguyên về hoàn cảnh gia đình. Nhất Nguyên cho biết bạn này kể về hoàn cảnh bị ba bỏ rồi đánh đập nên buồn chán về bên nhà mẹ sống riêng. Còn mẹ thì khổ sở, đi làm thuê cho người ta. Thầy mới nói khổ như vậy tương lai tính sao? Bạn nói cũng không biết nữa. Rồi thầy bảo sư phụ mà lo cho T ăn học. T và mẹ lên trên Tịnh thất ở, các thầy sẽ giúp đỡ. Bạn T còn rối rít cảm ơn các thầy mà. Theo Nhất Nguyên, sau khi cuộc thi kết thúc đã không còn gặp lại T.
chỉ vài lần nhắn tin qua lại trên mạng xã hội và không hề có chuyện gã gẫm. Về phần cô TikToker tên T, không lâu sau cũng đã lên tiếng khẳng định mình không bị Nhất Nguyên dụ dỗ như lời đồn. Cô cũng không có ý định tố cáo đối phương như mạng xã hội đã lan truyền. Sự việc này về sau cũng dần chìm xuống. Hot TikToker viết, T xin đính chính, T không tố thầy Nhất Nguyên dụ dỗ T. Hồi đó thầy Nhất Nguyên cho T và mẹ của T 1 triệu đồng. T cũng xin đính chính lại, hồi đó thầy Nhất Nguyên đại diện cho Điền Quân hỗ trợ thí sinh, nên T nghĩ đó là số tiền chương trình hỗ trợ thí sinh về vấn đề ăn ở. Nhưng thầy Nhất Nguyên có nói đó là thầy bỏ tiền túi ra hỗ trợ, thì T có trao đổi lại với thầy và chuyển số tiền đó lại cho thầy. T và mẹ hoàn toàn không biết đó là tiền riêng của thầy. T xin đính chính kèm nội dung câu chuyện và hình ảnh chuyển khoản lại cho thầy Nhất Nguyên. Thời gian qua, Tịnh Thất Bồng Lai không còn ồn ào trên mạng xã hội như trước. Những nhân vật thường quay phim, chụp ảnh như Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên đều đã nhận án tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án loạn luân diễn ra ở Tịnh Thất Bồng Lai. Trước mắt, ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố vì liên quan. Một người con gái của ông Lê Tùng Vân là Lê Thanh Kỳ Duyên đang bị truy tìm. Ngoài Lê Thanh Kỳ Duyên, một trong ba phụ nữ mà cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về khám chữa bệnh cũng liên quan đến vụ án loạn luân là Lê Thanh Huyền Trang. Theo kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân và 26 người khác sống cùng tại Tịnh Thất Bồng Lai đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con của mình là Lê Thanh Kỳ Duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định. Người này đã rời khỏi Tịnh Thất Bồng Lai sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về hành vi loạn luân. Ngoài ra, kết quả giám định này cũng xác định Lê Thanh Huyền Trang là con của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc. Thưa quý vị, những thông tin liên quan tới Tịnh Thất Bồng Lai và sau này được đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện loạt thông tin liên quan tới Lê Thanh Huyền Trân, cô bé hát nhạc Trịnh, sống ở Tịnh Thất Bồng Lai, từng giành ngôi Á quân The Voice Kids 2014. 10 năm về trước, sự xuất hiện của Huyền Trân trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc dành cho các tài năng nhí đã tạo ra ấn tượng mạnh mẽ. Hoàn cảnh sống mồ côi cả cha mẹ của cô cũng nhận được sự quan tâm thương cảm của nhiều người. Thế nhưng, phải đến khi ồn ào về Tịnh Thất Bồng Lai nổ ra và được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thì thân thế và bộ mặt giả tạo của Lê Thanh Huyền Trân mới bị bóc trần hoàn toàn. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết về lai lịch chấn động của cô gái từng là con nuôi ca sĩ Quang Lê ngay sau đây. Thưa quý vị, năm 2014, Lê Thanh Huyền Trân mới 12 tuổi, tham gia cuộc thi The Voice Kids 2014, giọng hát Việt nhí. Cô ngay lập tức gây ấn tượng với hình ảnh thiếu nữ trong trang phục tu hành, áo lam và mũ len che đầu không có tóc. Đặc biệt, giọng hát của Huyền Trân đã đốn tim các giám khảo và khán giả truyền hình với các ca khúc của nhạc Trịnh ra diết. Dù mới 12 tuổi, nhưng Huyền Trân đã truyền tải được toàn bộ ca từ, cảm xúc sâu tính triết lý và đầy chất thơ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng hát vừa mộc mạc, vừa tràn đầy cảm xúc. Ở vòng giấu mặt của cuộc thi, chính giọng hát ra diết của Lê Thanh Huyền Trân với ca khúc Còn tuổi nào cho em đã khiến các team huấn luyện viên như Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, Lam Trường và cả Cẩm Ly nhanh tay bấm nút chọn. Huyền Trân chọn về đội của vợ chồng nghệ sĩ Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh. Xuyên suốt cuộc thi, Huyền Trân chỉ mặc áo tu hành, áo dài và hát nhạc Trịnh. Không ai nghĩ 12 tuổi, Huyền Trân đã chọn cho mình dòng nhạc già dặn như các tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng khi âm nhạc vang lên, Huyền Trân cất giọng, tất cả như lắng lại bởi cảm nhận được sự ấm áp tình cảm của cô bé. Các ca khúc Một Cõi Đi Về, Diễm Xưa, Tuổi Đá Buồn, Cát Bụi, Còn Tuổi Nào Cho Em như Cánh Bạc Bay của cố nhạc sĩ họ Trịnh đã được Huyền Trân thể hiện thành công, để lại nhiều ấn tượng với khán giả thông qua giọng hát ngọt ngào, truyền cảm xúc mạnh mẽ. Các huấn luyện viên của The Voice Kids 2014 đều tỏ ra bất ngờ, yêu thích tiểu Nico. Qua tiếng hát Huyền Trân, người ta dường như cảm thấy đây là một người từng trải, chứ không phải là một cô bé mới 12 tuổi, đang ở tuổi ăn, tuổi học. Ca sĩ Lam Trường từng khen Lê Thanh Huyền Trân sở hữu giọng ca đẹp như một dòng suối chảy. Nữ ca sĩ Cẩm Ly đánh giá giọng hát Huyền Trân trong trẻo, thánh thiện. Hoàn cảnh sống mồ côi cả cha mẹ và đến Tịnh Thất Bồng Lai khi mới 4-5 tuổi của Huyền Trân cũng nhận được nhiều sự thương cảm, chia sẻ của khán giả. Huyền Trân từng tâm sự, từ khi vào sống trong Tịnh Thất Bồng Lai, hàng ngày em được nghe nhạc Trịnh Công Sơn do sư thầy mở. Các anh chị cũng hát nhạc Trịnh cho em nghe, rồi từ đó em cảm nhận và yêu thích lúc nào không hay. Nhạc Trịnh là những ca khúc nói về tâm hồn con người, nên em muốn hát để khán giả có thể cảm nhận bằng trái tim, để mọi người cùng biết và hiểu về triết lý của nhạc Trịnh. The Voice Kids 2014 khép lại, Lê Thanh Huyền Trân giành ngôi Á quân trước sự ngưỡng mộ của công chúng.
mọi người đều không quên hình ảnh cô bé trong trang phục áo nâu sồng, truyền tải đến người nghe những thông điệp giàu tính nhân văn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng hát trầm buồn sâu lắng. Từ đó, cô gái nhỏ của Tịnh Thất Bồng Lai được mọi người yêu mến gọi là cô bé hát nhạc Trịnh. Cuộc đời của Huyền Trân từ đây cũng lật sang trang mới. Với tài năng được ghi nhận tại giọng hát Việt nhí, Lê Thanh Huyền Trân đã được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi và đỡ đầu với lời hứa sẽ hỗ trợ việc nhận show đi hát cũng như học văn hóa. Nam ca sĩ ký hợp đồng quản lý với Huyền Trân trong 5 năm và cô bé tham gia các chương trình do Quang Lê tổ chức, trở thành con nuôi của Quang Lê. Không thể phủ nhận, việc Huyền Trân có thêm nhiều show diễn hơn và tiền cát xê cũng giúp cô bé trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, sau đó mối quan hệ của Quang Lê và Lê Thanh Huyền Trân đã dần dần rạn nứt. Chia sẻ với báo chí vào năm 2016, Huyền Trân nói do Quang Lê yêu cầu cô thay đổi diện mạo, trang phục, đội tóc giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Sự việc này dấy lên nhiều tranh cãi. Sau đó hai bên chấm dứt hợp đồng. Từ khi tách khỏi công ty Quang Lê, Huyền Trân cũng ít khi đi diễn, không ra sản phẩm âm nhạc nào. Vào năm 2018, Lê Thanh Huyền Trân tiếp tục tham gia giọng hát Việt. Lần trở lại này, bên cạnh nhạc Trịnh, Huyền Trân còn hát nhạc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Phạm Duy, Bolero hoặc nhạc vàng. Lần này Huyền Trân không may mắn, phải dừng chân ngay từ vòng ngoài. Từ đó đến nay, cái tên Lê Thanh Huyền Trân gần như mất hút khỏi showbiz. Sau khi chấm dứt hợp đồng với bố nuôi Quang Lê, dù không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc như trước, nhưng Lê Thanh Huyền Trân vẫn là giọng ca gây chú ý tại Tịnh Thất Bồng Lai. Trở về với cuộc sống nơi Tịnh Thất, Huyền Trân vẫn tiếp tục xây dựng hình ảnh ngoan hiền, thường xuyên livestream hát tặng khán giả. Thế nhưng phải đến khi ồn ào về Tịnh Thất Bồng Lai nổ ra và được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thì thân thế và bộ mặt giả tạo của Lê Thanh Huyền Trân mới bị bóc trần hoàn toàn. Liên tục khẳng định mình là trẻ mồ côi trên sóng truyền hình, nhưng theo giám định ADN của Phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh Long An, Huyền Trân tên thật là Lê Thanh Huyền Trân, là con ruột của ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, và bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960. Thực chất, cô đang sống cùng cha mẹ ruột của mình, chứ không hề thiếu thốn tình cảm như khán giả vẫn lầm tưởng. Không những vậy, Huyền Trân từng tiết lộ khi nhỏ bị bệnh động kinh nhưng đã chữa khỏi, còn mắc bệnh suyễn khá nặng. Tình trạng sức khỏe kém nên như cô này chỉ mới học hết lớp 5. Thế nhưng thực tế thì Huyền Trân sức khỏe hết sức bình thường. Cô nhiều lần check-in trong phòng tập thể hình, hoạt bát nhanh nhẹn, không giống với một người sức khỏe yếu đến mức không thể đi học. Với tất cả những sự thật bị phanh phui ở trên, Lê Thanh Huyền Trân nhận phải vô số chỉ trích khi khán giả thất vọng và mất niềm tin. Liên quan đến những hành vi vi phạm lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai và sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án. Theo kết quả xác minh của Công an tỉnh Long An, đa số những đứa trẻ sống ở Tịnh Thất Bồng Lai đều có mẹ sống cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa. Hiện tại, nhà bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Thời gian qua, nơi đây đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai cũng được cho là sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại nơi đây. Chưa kể, những cá nhân ở Tịnh Thất Bồng Lai còn có hàng loạt các Facebook, fanpage trên mạng xã hội cùng với mục đích kêu gọi từ thiện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất, mời quý vị cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong.